Kính thưa anh các chị, hôm nay được phòng chỉ đạo tuyến mình với thủ Hà Nội thì phòng chỉ đạo tuyến mình với thủ Hà Nội nhờ trao đổi với các bạn ra có nhiệm vụ sàng lọc rối loạn chức năng tuyến giáp trong thai kỳ, thì cũng xin phép là được trao đổi với các anh các chị cái bài ngày hôm nay. Tôi là bác sĩ sản khoa nhưng không phải bác sĩ nội tiết, thì cái phần về nội tiết thì có nào khó quá chắc phải nhờ thầy Bảy để giải thích cho các bạn. Thì nay xin phép được vào cái bài sàng lọc rối loạn chức năng tuyến giáp trong thai kỳ. Xin phép nhắc lại cho các bạn một chút về cái kiến thức cơ bản của cái tuyến giáp. Thế thì như các bạn biết, các bạn học khi hồi sinh viên các bạn đã biết rồi. Thế thì tuyến giáp mà tuyến yên là một tuyến tuyến nội tiết, người ta coi tuyến yên là cái nhạc trưởng về nội tiết ở trong trong toàn bộ hệ thống nội tiết trong cơ thể. Thế thì ở thùy trước tuyến yên thì có tiết ra nội tiết là TSH, sau đó thì TSH sẽ kích thích tuyến giáp để tiết ra T3 và T4, từ đó T3 T4 mới đi vào trong tuần hoàn và đến các mô đích để có chức năng của nó. Thế thì khi mà nồng độ T3 với T4 thì tồn tại trong máu dưới dạng có hai dạng, là dạng gắn với globulin và dạng tự do. Thì dạng tự do T3 T4 tự do thì mới có tác dụng của hormone tuyến giáp, trong khi đó khi học ở cái lượng dự trữ là khi mà gắn với cả globulin. Thế nếu mà nồng độ T3 với T4 tự do ở trong máu có tác dụng là feedback âm tính lên TSH. Nếu như nồng độ T3 T3 và T4 tự do nó cao quá thì sẽ kích thích tuyến giáp, ức chế tuyến giáp tiết ra TSH và làm giảm hoạt động tuyến giáp xuống. Thế nếu như mà cái nồng độ T3 T4 mà thấp quá thì sẽ kích thích tuyến yên tiết ra, tăng lên cái TSH lên, và từ đó sẽ kích thích tuyến giáp tăng hoạt động để tăng cái nồng độ T3 T4 trong máu. Thế thì tuyến giáp ở trong thai kỳ thì có hoạt động và có những cái thay đổi như thế nào ở trong thai kỳ so với cả người bình thường, thì sau đây là có một vài cái sự thay đổi của tuyến giáp trong thai kỳ. Thứ nhất là khi mà có thai thì estrogen, trong các bạn biết là estrogen là được tiết ra từ bánh rau, nó tăng rất cao ở trong thai kỳ, và từ cái estrogen này nó sẽ kích thích sản xuất TBG, tức là cái tyrosine binding globulin. Đây là cái globulin gắn với hormone tuyến giáp ở trong máu. Do đó nó tăng cái bắt cái hormone T3 và T4. Và khi mà nồng độ hormone T3 T4 giảm xuống ở trong máu thì tuyến giáp sẽ tăng hoạt động, làm cho tăng cái nồng độ của T3 T4 toàn phần lên 50%. Tuy nhiên cái nồng độ của T3 và T4 tự do trong máu thì không thay đổi. Kia sự tăng sản xuất TBG này nó sẽ liên tục tăng ở trong nửa đầu của thai kỳ cho đến 20 tuần thì nó mới ổn định. Cái hoạt động thứ hai ở trong thai kỳ nó khác với cả người phụ nữ bình thường, đó là cái phân tử HCG. Thế thì các bạn biết là cái phân tử HCG như chúng ta biết là nó gồm có hai chuỗi, chuỗi alpha và chuỗi beta. Thế thì cái chuỗi beta là cái chuỗi đặc trưng cho phân tử HCG, và chúng ta thường sử dụng cái xét nghiệm beta HCG trong máu để đặc trưng cho cái chuỗi HCG này do cái tế bào nuôi tiết ra. Thế còn ở phân tử HCG thì còn một cái chuỗi nữa là chuỗi alpha. Thế thì cái chuỗi alpha của HCG thì nó có một cái cấu trúc phân tử tương tự như là chuỗi alpha của FSH, của LH và của TSH. Thì các bạn sẽ thấy là trong hỗ trợ sinh sản ấy, người ta sử dụng cái người ta ứng dụng cái sự giống nhau giữa cái phân tử alpha HCG này để người ta kích thích buồng trứng và thay cái hoạt động của cái LH ấy, tức là nó làm cho rụng trứng, làm cho tạo ra đỉnh LH giả. Thì người ta tiêm cái HCG cho người phụ nữ khi mà cái trứng nó đạt đến cái độ chín nhất định, ví dụ kích thước từ khoảng độ 18-20 chẳng hạn mm, thì người ta có thể sử dụng cái phân tử HCG này để làm thay tính chất của LH. Thế còn ngoài cái hoạt động trong cái hormone về nội tiết sinh sản thì
cái phân tử alpha hcg nó còn có cái hoạt động giống như là cái nồng độ của TSH. Tuy nhiên cái tác dụng của hcg ở trên nó giống với cả cái nó gắn với cả cái receptor của TSH ở trên từng tế bào thì nó rất là ít, và nó dẫn đến là nó kích thích rất là nhẹ ở tuyến giáp. Một đơn vị hcg thì nó chỉ tương ứng với cả 0,0013 đơn vị TSH thôi. Đấy. Tuy nhiên nếu như ở trong trong thai kỳ bình thường thì bạn sẽ thấy là cái hoạt động kích thích tuyến giáp của nó rất là nhẹ, rất là ít. Nhưng trong trường hợp mà đa thai hoặc là trong trường hợp thai trứng, khi mà cái nồng độ hCG nó lên đến hàng triệu đơn vị thì các bạn sẽ thấy là cái nồng độ của hCG trong máu nó rất là cao, và nó có thể dẫn đến cái cường giáp ở những cái bệnh nhân mà bị trở trứng hoặc là bị có trở đa thai, song thai hoặc là ba thai. Thế thì chính vì cái nồng độ cái hoạt động của hCG nó kích thích tuyến giáp như vậy, cho nên là cái nồng độ của TSH ở trong máu của người phụ nữ mang thai thì thường giảm nhẹ ở trong cái 3 tháng đầu, cho đến khi mà cái nồng độ hCG nó đạt đỉnh ở 12 tuần, sau đó thì cái nồng độ hCG nó giảm xuống thì TSH nó sẽ lại tăng lên. Đấy, đây thì chính là cái hoạt động bù trừ của tuyến yên với cả tuyến giáp. Cái thay đổi thứ ba ở trong thai kỳ đó là nhu cầu về iốt. Thế thì nhu cầu về iốt của người phụ nữ mang thai thì sẽ cao hơn là khi mà không có thai. Thứ nhất là do nhu cầu của người mẹ phải cung cấp iốt cho em bé. Cái thứ hai là cái hoạt động mà tăng thải cái iốt của thận. Đấy, do hai cái nguyên nhân này mà dẫn đến cái nhu cầu của iốt của người mẹ cao hơn so với bình thường. Thế nếu như mà người mẹ mà bị thiếu iốt trong thai kỳ thì có thể dẫn đến những đứa trẻ khi mà ra đời nó sẽ bị chậm phát triển trí tuệ. Thế còn nếu mà thừa iốt thì các bạn sẽ thấy là nó có thể gây suy giáp cho thai nhi. Do đó Tổ chức Y tế Thế giới người ta khuyến cáo là cái nồng độ iốt để cung cấp cho bà mẹ có thai và cho con bú là khoảng 250 microgram trên một ngày. Thế để đánh giá chức năng tuyến giáp thì người ta thì Tổ chức Y tế Thế giới và cái tổ chức tuyến giáp của Hoa Kỳ người ta thấy rằng là không có cái nồng độ hormone tuyến giáp chuẩn cho toàn bộ cái dân cư ở trên toàn thế giới, mà cái nồng độ hormone ở tuyến giáp trung bình thì người ta khuyến cáo là ở từng cái quần thể dân cư, từng quần thể địa phương một thì chúng ta nên có những cái nghiên cứu để chúng ta có thể tính ra được cái nồng độ TSH và nồng độ hormone tuyến giáp T3, T4 ở từng cái quần thể địa phương một. Đấy, thế còn nếu như mà chúng ta không có được cái quần thể địa phương thì chúng ta sẽ dựa vào cái chuẩn của FIGO và của Hiệp hội tuyến giáp của Hoa Kỳ. Cái này nó giống như là các bạn ở bên phía sản khoa của chúng ta ấy, thì chúng ta có cái thai chậm phát triển tử cung ấy. Thế thì các bạn sẽ thấy là cái cân nặng của em bé ở mỗi ở nước Mỹ khác, ở châu Âu khác, ở Việt Nam khác, rồi là theo màu da khác nhau. Thế thì cái cân nặng của em bé ở mỗi nơi nó một khác nhau, thì chúng ta cũng sẽ có cái tiêu chuẩn từng vùng. Cho nước Việt Nam của chúng ta cũng đang xây dựng cái cân nặng của em bé khi mà sinh ra, từ đó chúng ta mới có cái chuẩn để chúng ta xác định được rằng là em bé nào to hơn bình thường hoặc bé hơn bình thường. Thế thì hormone tuyến giáp nó cũng như vậy, thì cái nồng độ hormone tuyến giáp ở cái từng vùng nó khác nhau, tất nhiên nó chênh nhau ít thôi nhưng không nhiều, nhưng mà nó có sự chênh lệch, có sự khác biệt. Do đó người ta Tổ chức Y tế Thế giới người ta khuyến cáo là chúng ta nên có cái nồng độ hormone tuyến giáp trung bình của cái quần thể địa phương. Thế để đánh giá chức năng tuyến giáp thì người ta tất cả các tổ chức trên thế giới người ta khuyến cáo là chúng ta sử dụng nồng độ đo nồng độ TSH và nồng độ T4 tự do hoặc là T4 toàn phần ở trong máu. Thế vừa rồi là cái tuyến giáp của bà mẹ thay đổi trong quá trình mang thai. Thế còn cái tuyến giáp của thai nhi thì sao? Thì tuyến giáp của thai nhi thì chúng ta biết, các bạn sẽ thấy là những cái tế bào ở tuyến giáp ấy là của thai nhi nó bắt đầu tích trữ iốt vào tuần thứ 10 đến 12 của thai kỳ. Tuy nhiên trong cái thời gian này nó chỉ tích trữ, nó bắt iốt ở trong các tế bào tuyến giáp thôi, mà nó chưa có sự tổng hợp với hormone tuyến giáp. Hormone tuyến giáp chỉ bắt đầu tổng hợp vào tuần thứ 18 cho đến 20 tuần của thai kỳ. Và sau đó thì cái nồng độ T3, T4 thì ở trong máu của em bé, ở trong cung rốn thì sẽ tăng dần cho đến khi sinh. Cho đến khi đẻ đủ tháng thì nồng độ của TSH ở trong máu của thai nhi sẽ cao hơn so với cả người bình thường.
FT3, FT4 thì thấp hơn so với người trưởng thành. Sau đó thì 48 tiếng thì tất cả cái nồng độ hormone tuyến giáp này trở về gần như là với người trưởng thành. Do đó các bạn sẽ thấy là cái sàng lọc sơ sinh, sàng lọc người tuyến giáp cho trẻ sơ sinh ý, thì người ta phải chờ sau 48 tiếng sau khi đẻ xong thì người ta mới làm, chứ người ta không làm ngay cho bé sau sinh. Thế thì tại sao mà chúng ta phải sàng lọc tuyến giáp xem là mình có bình thường hay không hay bất thường? Thì các bạn sẽ có hai slide của tôi nói về các những hậu quả của trường hợp cường giáp hoặc là suy giáp. Cái slide thứ nhất này là chúng ta sẽ thấy là những cái hậu quả của cường giáp đối với người, đối với mẹ, đối với thai nhi và đối với trẻ sơ sinh. Thế thì nếu như một người phụ nữ bị cường giáp thì người ta sẽ có, thứ nhất là các bạn sẽ thấy là cái nguy cơ gây ra cơn bão giáp cho mẹ và nguy cơ tử vong cho cả mẹ và thai rất là cao. Nguy cơ thứ hai đối với người mẹ là nguy cơ về tiền sản giật và tăng huyết áp, đặc biệt là nguy hiểm vào những cái ở phía cuối thai kỳ, tức là 3 tháng cuối ở trong thai kỳ. Thế còn người mẹ nếu như bị cường giáp thì cũng, các bạn sẽ thấy là cái nhịp tim của người bà mẹ nó sẽ tăng lên rất là cao, và từ đó có thể dẫn đến những suy tim và ảnh hưởng đến tính mạng của bà mẹ. Cái hậu quả của cường giáp trên thai nhi thì thứ nhất là nhịp tim thai tăng nhanh, tăng nguy cơ sảy thai, sinh non và thai chết lưu, và tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh cho em bé. Thế với sơ sinh, khi mà em bé đẻ ra trên những cái bà mẹ bị cường giáp thì nguy cơ đối với sơ sinh đó là cân nặng khi sinh thấp, tăng trưởng của em bé chậm phát triển trong tử cung và tăng cân kém. Em bé cũng có thể bị suy tim, đóng sớm những cái khớp sọ hoặc là biếu giáp ở trẻ sơ sinh. Thế ngược lại với cả cường giáp có tình trạng suy giáp. Next slide. Thế ngược lại với cả tình trạng cường giáp là tình trạng suy giáp ở trên người mẹ. Thế thì khi mà người mẹ bị suy giáp thì thứ nhất làm cho người mẹ bị thiếu máu, bị đau cơ, yếu cơ, đấy, nguy cơ bị tiền sản giật và đái tháo đường trong thai kỳ tăng gấp 3 đến 5 lần bình thường. Đấy, bất thường về những rau về tuần hoàn của rau thai, rồi là tăng nguy cơ xuất huyết, chảy máu sau đẻ, đấy, tăng nguy cơ suy tim cho bà mẹ. Thế với em bé thì cũng vậy. Khi mà bà mẹ bị suy giáp thì em bé sẽ tăng cái nguy cơ sảy thai, tăng nguy cơ sinh non và tăng nguy cơ về thai chết lưu. Những cái trẻ sơ sinh mà sinh ra từ những bà mẹ bị suy giáp thì các bạn sẽ thấy đó là cái đó cũng gây ra tình trạng suy giáp ở trẻ sơ sinh và ảnh hưởng đến sự phát triển về trí tuệ. Những cái nghiên cứu ở trên những cái người phụ nữ mang thai mà bị suy giáp ngay ở suy giáp cận lâm sàng thôi, thì ở tuần thai dưới 30 tuần thì nguy cơ của em bé cũng chậm phát triển về thần kinh tăng gấp 10 lần so với bình thường. Thế thì cái tỷ lệ mà rối loạn tuyến giáp này thì có hay gặp hay không? Thì các bạn sẽ thấy là Hiệp hội Tuyến giáp châu Âu, cái nghiên cứu năm 2014, người ta thấy rằng cái tỷ lệ cường giáp ở người phụ nữ mang thai đấy, thì nó cũng chiếm tỷ lệ từ 0,2 cho đến 1%. Nhưng mà tỷ lệ suy giáp thì là khoảng độ 2,5%. Theo một cái nghiên cứu ở Việt Nam năm 2019, thì trên những cái thai phụ có nguy cơ cao, tí nữa chúng ta sẽ nói về những thai phụ nào là những thai phụ có nguy cơ cao, thì những cái có những, trên những thai phụ nguy cơ cao mà bị rối loạn chức năng tuyến giáp thực sự thì chiếm khoảng độ 18,2%, là tương đối cao. Thế thì rối loạn chức năng tuyến giáp thì người ta chia ra làm hai loại, đấy là suy giáp và cường giáp. Mở hết slide đi. Em mở hết slide đi. Người ta chia làm hai loại là cường giáp và suy giáp. Triệu chứng cường giáp ở bà mẹ đó là các bạn sẽ phải phát hiện rất là dễ bằng cách các bạn đo nhịp tim cho người ta, thì các bạn sẽ thấy nhịp tim nhanh trên 110 lần trên phút hoặc là nhịp tim không đều. Và người phụ nữ thì thường cảm thấy đánh trống ngực. Thứ hai là triệu chứng về run tay, và thứ ba là cái giảm cân do mà chúng ta không giải thích được hoặc là không tăng cân khi mang thai, để do cái tăng dị hóa của người mẹ khi mà bị cường giáp. Thế ngược lại với cường giáp là tình trạng suy giáp thì chúng ta có thể phát hiện trên người mẹ bằng cái triệu chứng như là mệt mỏi, ớn lạnh, trạng thái thở ơ với những cái kích thích ở xung quanh,
hay bị sụt rút, có thể bị táo bón nặng, hoặc là gặp những cái vấn đề về trí nhớ hoặc là sự tập trung của người mẹ. Thế đấy là những cái trường hợp mà cường giáp và suy giáp nó rõ ở trên lâm sàng. Thế ngoài ra chúng ta còn có cường giáp dưới lâm sàng và suy giáp cận lâm sàng. Đó là những cái triệu chứng ở những cái trường hợp này thì triệu chứng thường kín đáo và thường dễ bị che lấp bởi những triệu chứng do thai nghén. Ví dụ như là mạch có thể hơi nhanh một chút, hoặc là người mẹ có thể bị giảm cân. Người ta chia ra làm cường giáp và ở trên lâm sàng và thể dưới cận lâm sàng, có nghĩa là cái cường giáp mà ở cận thể 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 lâm sàng là thể rõ ràng mà chúng ta có thể phát hiện một cái rõ ràng ở trên lâm sàng. Thế còn với những cái cường giáp cận lâm sàng có nghĩa là một trình biến đổi về nồng độ hormone tuyến giáp mà chưa biểu hiện ra triệu chứng ở trên lâm sàng. Ở phía suy giáp thì cũng như vậy. Thế cái thời gian để sàng lọc rối loạn tuyến giáp trong thai kỳ thì chúng ta nên làm vào cái thời điểm nào? Thì những bác sĩ ở bên nội tiết người ta khuyên rằng là chúng ta nên làm sàng lọc càng sớm càng tốt ở trong 3 tháng đầu. Thế thì chúng ta sẽ làm xét nghiệm sàng lọc tuyến giáp. Thứ nhất là chúng ta sẽ làm ở trong 3 tháng đầu và chúng ta sẽ làm một cách nào? Thì thứ nhất là chúng ta sẽ khám lâm sàng, và cái thứ hai là chúng ta sẽ cho người ta, cho bệnh nhân, cho người phụ nữ làm xét nghiệm TSH và làm T4 tự do, hoặc là các bạn nếu có thể làm T4 tự do hoặc là T4 toàn phần để phát hiện ra những cái bất thường, những cái rối loạn chức năng tuyến giáp ở trên lâm sàng và dưới cận lâm sàng. Đấy. Thế những cái tại sao mà đến bây giờ người ta vẫn đang tranh cãi giữa cái sàng lọc hormone tuyến giáp và sàng lọc rối loạn chức năng tuyến giáp trong thai kỳ ở trên những bà mẹ có mà mang thai? Thế thì người ta hiện nay thì người ta vẫn đang tranh cãi. Tuy nhiên là đến bây giờ thì người ta có vẻ người ta nghiêng về những cái đồng ý là chúng ta sẽ làm có làm sàng lọc tuyến giáp. Thế làm sàng lọc thường quy hay là sàng lọc ở chỉ ở nhóm nguy cơ cao thôi? Thì đến bây giờ thì sau rất là nhiều cái cuộc tranh luận thì người ta đã dường như là người ta chấp nhận là chúng ta sẽ làm sàng lọc ở nhóm nguy cơ cao. Tại sao lại như vậy? Bởi vì đây là sàng lọc chức năng tuyến giáp thì các bạn thấy là cái nguy cơ trên mẹ rất là cao, nguy cơ trên mẹ, trên thai nhi và trên trẻ sơ sinh là rất là nhiều tác dụng phụ, rất nhiều nguy cơ cho ba cái nhóm này nếu như mà bị rối loạn chức năng tuyến giáp. Cái thứ hai là khi mà phát hiện ra những cái rối loạn chức năng tuyến giáp này mà có bị rối loạn chức năng tuyến giáp thì chúng ta có được cái phương án để chúng ta điều trị được cho những bệnh nhân đó, và những cái điều trị này đã được chứng minh là có hiệu quả. Đấy. Thế còn những cái tác dụng phụ của thuốc trên thai kỳ thì rất là hiếm gặp. Do đó chúng ta thấy là những cái lợi ích mang lại là rất là nhiều khi mà có chúng ta phát hiện sớm được rối loạn chức năng tuyến giáp và chúng ta can thiệp sớm được cho bệnh nhân. Tuy nhiên đến bây giờ người ta tập trung vào là chỉ sàng lọc cái nhóm có nguy cơ cao thôi, chứ chúng ta không sàng lọc thường quy cho tất cả người phụ nữ mang thai, bởi vì người ta sợ là khi mà chúng ta phát hiện ra quá nhiều cái bệnh nhân mà bị rối loạn chức năng tuyến giáp, tất nhiên là khi mà có triệu chứng lâm sàng là chúng ta phải điều trị, nhưng mà những cái thể bà mẹ có thai bằng thai kỳ của chúng ta tiếp tục tiếp theo. Tiếp đi. Thế cơ sở lý thuyết để chúng ta cơ sở để chúng ta có thể dự đoán làm sàng lọc cho tất cả các nhóm thai phụ để tìm ra những cái bà mẹ bị rối loạn tuyến giáp trong thai kỳ. Tiếp theo. Thế thì khi mà xét nghiệm sàng lọc cho những bà mẹ trong thai kỳ ấy, thì chúng ta sẽ cho làm xét nghiệm TSH và T4 tự do. Cái ngưỡng xét nghiệm ấy, thì như tôi nói với các bạn phía trước rồi
là Tổ chức Y tế Thế giới người ta khuyến cáo là nên có ngưỡng riêng cho từng quốc gia và cho từng vùng. Thế với những cái vùng hoặc là những cái quốc gia mà không có ngưỡng riêng thì chúng ta sử dụng cái tiêu chuẩn của FIGO năm 2018 hoặc là của Hiệp hội Tuyến giáp của Hoa Kỳ 2017. Đấy, trong 3 tháng đầu nếu như cái ngưỡng bình thường của TSH là từ 0,1 cho đến 2,5 miliui trên lít. Nếu như mà cái nồng độ của TSH ở dưới cái ngưỡng 0,1 miliui trên lít thì được coi là giảm. Và khi mà TSH giảm thì các bạn sẽ phải hướng đến cái cường giáp. Đấy, thế còn nếu như cái nồng độ TSH lớn hơn 2,5 miliui trên lít thì chúng ta sẽ phải nghĩ đến cái trường hợp là suy giáp. Trong 3 tháng giữa thì cái ngưỡng bình thường của TSH là từ 0,2 cho đến 0,3 miliui trên lít. Thế còn trong 3 tháng cuối là từ 0,3 cho đến 3 miliui trên lít. Đấy. Tiếp. Đây là khi mà chúng ta phát hiện ra mà bệnh nhân bị rối loạn chức năng tuyến giáp thì có thể cường giáp hoặc suy giáp, thì các bạn thấy là chúng ta đều có thuốc để điều trị cho bà mẹ. Thế với cường giáp thì thuốc kháng giáp để ngăn chặn sản xuất những hormone tuyến giáp là PTU. Thế còn với suy giáp thì các bạn sẽ sử dụng hormone tuyến giáp nhân tạo là levothyroxine, tương tự như là hormone T4 do tuyến giáp tạo ra. Tiếp đi. Thế ở Việt Nam cái quy trình sàng lọc tuyến giáp ở tại bệnh viện phụ sản Hà Nội thì tí nữa tôi sẽ chiếu cho các bạn cái quy trình về sàng lọc tuyến giáp của phòng khám ở đang thực hiện ở bệnh viện phụ sản Hà Nội. Thì những cái quy trình của chúng tôi xây dựng thì ở Việt Nam hiện nay thì chưa tìm thấy một hướng dẫn nào của Việt Nam về sàng lọc tuyến giáp trong thai kỳ. Thế còn với bệnh viện phụ sản Hà Nội thì chúng tôi chỉ sàng lọc cho đối tượng ở nhóm nguy cơ cao. Thời gian sàng lọc là chúng tôi sàng lọc càng sớm càng tốt, trong 3 tháng đầu khi mà người phụ nữ đến khám thai lần đầu tiên. Cái xét nghiệm sàng lọc thì chúng tôi sử dụng 2 xét nghiệm là TSH và FT4 với cái tiêu chuẩn của FIGO năm 2018 là ngưỡng của TSH từ 0,1 cho đến 2,5 miliui trên lít. Còn với T4 tự do là từ 12,1 cho đến 19,6 picomol trên lít. Thế những đối tượng nào mà chúng ta cần phải sàng lọc? Đấy là những cái đối tượng có nguy cơ cao mà bị rối loạn chức năng tuyến giáp. Đấy, thế thì 10 cái đối tượng mà có nguy cơ bị rối loạn chức năng tuyến giáp tôi trình bày trên bảng để với các bạn. Một là những người phụ nữ có tiền sử bị suy giáp, cường giáp hoặc là những có những dấu hiệu rối loạn của chức năng tuyến giáp như thay đổi về mạch là một cái dễ thấy nhất, hoặc là người ta thấy dễ bị kích thích, hoặc là người ta mệt mỏi uể oải với công việc. Đấy là những cái dấu hiệu mà rối loạn chức năng tuyến giáp. Nhóm đối tượng thứ hai là chúng ta đã biết là dương tính với kháng thể tuyến giáp hoặc là bị biếu cổ. Nhóm thứ ba là tiền sử xạ trị vùng đầu hoặc vùng cổ hoặc là phẫu thuật tuyến giáp ở trước đó như là bóc nhân tuyến giáp. Đấy, nhóm thứ tư là nhóm phụ nữ mang thai mà trên 30 tuổi. Nhóm thứ năm là phụ nữ bị bệnh tiểu đường tuyếp 1 hoặc các rối loạn tự miễn khác. Nhóm thứ sáu là nhóm có tiền sử sảy thai, sinh non hoặc vô sinh mà không rõ nguyên nhân. Nhóm thứ bảy là tiền sử sinh non sinh hơn đã sinh có 2 con trở lên, mang thai lần thứ ba, từ lần thứ ba trở lên. Nhóm thứ tám là tiền sử gia đình mắc các bệnh tuyến giáp tự miễn hoặc rối loạn chức năng tuyến giáp. Nhóm thứ chín là nhóm bệnh nhân bị béo phì, BMI lớn hơn hoặc bằng 30. Nhóm thứ 10 là nhóm sử dụng một số thuốc như là amiodarone hoặc là lithium hoặc sử dụng những cái thuốc cản quang iốt gần đây. Tiếp. Thế đây là cái quy trình sàng lọc của bệnh viện phụ sản Hà Nội hiện nay chúng tôi đang sử dụng. Thế thì tôi cũng nhắc lại với các bạn là chúng ta không phải là bác sĩ về nội tiết, cho nên chúng ta là bác sĩ sản khoa. Cho nên chúng ta chỉ khẳng định được những cái nào bình thường thì chúng ta sẽ giữ lại. Thế còn những trường hợp nào mà chúng ta phát hiện thấy rối loạn chức năng tuyến giáp, có thể là do bất kỳ một nguyên nhân gì, có thể là cường giáp hoặc có thể suy giáp. Sơ bộ thì chúng ta có thể phân biệt được 2 loại là cường giáp hay là suy giáp. Nhưng để chẩn đoán chính xác là cường giáp do nguyên nhân gì hoặc là suy giáp do nguyên nhân gì và điều trị như thế nào thì nó không phải là cái chuyên môn sâu của chúng ta. Do đó chúng tôi khuyến cáo là những cái trường hợp này các bạn khi mà phát hiện ra có cường giáp hoặc có suy giáp thì các bạn nên gửi đến các bác sĩ nội tiết để người ta có thể tìm được cái nguyên nhân chính xác và
điều trị, đưa cái chức năng tuyến giáp về bình thường. Đấy là nhiệm vụ của bác sĩ nội tiết chứ không phải bác sĩ sản khoa chúng ta. Đấy. Thế cái quy trình này các bạn sẽ thấy là chúng tôi làm ngay trong 3 tháng đầu của thai kỳ với những người phụ nữ mà có nguy cơ cao, thì 10 cái nhóm đối tượng mà tôi vừa trình bày với các bạn. Đấy, thế thì sơ bộ chúng ta chia ra, nếu như mà cái TSH giảm dưới 0,1 mmHg trên lít, đấy các bạn sẽ thấy thì chúng tôi sẽ xem xét tiếp nồng độ T4 tự do trong máu. Nếu nồng độ T4 tự do trong máu mà bình thường thì nó chỉ là cường giáp dưới lâm sàng thôi, cận lâm sàng, thì cái nhóm này chúng ta không phải điều trị gì, thì các bạn sẽ tiếp tục theo dõi sản khoa như bình thường. Đấy, còn nếu như mà nồng độ T4 tự do giảm hoặc T4 tự do tăng, tức là có suy giáp và cường giáp, thì các bạn sẽ chuyển đến điều trị bác sĩ nội tiết. Cái trường hợp thứ hai là nồng độ TSH bình thường, tức là nằm trong ngưỡng từ 0,1 cho đến 2,5 mmHg trên lít, thì các bạn sẽ xem xét tiếp đến cái nồng độ T4 tự do. Nồng độ T4 tự do mà bình thường thì chúng ta, người phụ nữ này không bị rối loạn chức năng tuyến giáp và chúng ta tiếp tục theo dõi bệnh nhân. Còn nếu như nồng độ T4 tự do mà giảm, đấy, thì các bạn cũng chuyển sang điều trị bác sĩ nội tiết. Thế trường hợp mà nồng độ TSH tăng, tức là lớn hơn ngưỡng, nằm trong ngưỡng từ 2,5 cho đến 10 mmHg trên lít, thì các bạn tiếp tục theo dõi, xem xét đến nồng độ T4 tự do trong máu. Nếu mà bình thường thì chúng ta sẽ cho các bạn để thử với kháng thể kháng tuyến giáp. Nếu mà âm tính thì các bạn theo dõi tiếp, còn nếu như dương tính thì chúng ta chuyển sang bên bác sĩ nội tiết. Đấy, thế nếu như FT4 giảm thì rõ ràng bệnh nhân là suy giáp, hoặc là nồng độ TSH tăng rất là cao trên 10 mmHg trên lít thì cũng là trường hợp suy giáp một cách rõ ràng, và chúng ta sẽ chuyển toàn bộ những bệnh nhân này sang để điều trị về bên chuyên khoa nội tiết. Đấy, thế với những cái bệnh nhân mà có bị rối loạn chức năng tuyến giáp thì chúng ta cần phải phối hợp với bác sĩ nội tiết để theo dõi bệnh nhân cả trong quá trình chuyển dạ và theo dõi sau sinh nữa. Đấy, về phía sản khoa thì các bạn sẽ tiếp tục thực hiện những cái chỉ định về sản khoa theo đúng cái chuyên ngành của các bạn. Thế còn chúng ta phối hợp với các bác sĩ nội tiết để tuân thủ những cái chỉ định của bác sĩ nội tiết trong cái cuộc chuyển dạ của bệnh nhân, làm thế nào cho nó an toàn. Thế, theo dõi sau sinh thì các bạn cũng tương tự như vậy. Với sản phụ thì chúng ta theo dõi về ổn định về sản khoa thì chúng tôi sẽ gửi quay lại khám bác sĩ nội tiết. Thế còn với sơ sinh thì sao? Với sơ sinh thì chúng ta sẽ tư vấn cái sàng lọc rối loạn chức năng tuyến giáp sau 48 giờ sau đẻ. Thế còn nếu mẹ có điều trị rối loạn chức năng tuyến giáp thì chúng ta sẽ khám chuyển sơ sinh để khám chuyên gia nội tiết. Thế nên cái bài của sang sang cuối cùng. Thế thì cái bài của tôi xin phép được kết luận có một vài ý với các bạn, là thứ nhất là khi sàng lọc rối loạn chức năng tuyến giáp trong thai kỳ là một cái điều nên làm. Đối tượng sàng lọc là đồng thuận bây giờ là nhóm ở nguy cơ cao, chứ chúng ta không làm cho tất cả người phụ nữ mang thai. Cái thời gian sàng lọc là càng sớm càng tốt trong 3 tháng đầu, và khi làm xét nghiệm thì chúng ta làm 2 xét nghiệm mà chính là TSH và nồng độ T4 tự do trong máu. Đấy, thế còn khi mà cái quy trình sàng lọc thì các bạn sẽ tuân thủ theo cái khuyến cáo, cái quy trình của bệnh viện phụ sản Hà Nội mà tôi vừa trình bày với các bạn, tức là nếu như nồng độ các bạn xác định là không có rối loạn chức năng tuyến giáp thì chúng ta khám bình thường. Thế còn nếu như mà có rối loạn chức năng tuyến giáp, suy giáp, cường giáp thì chúng ta nên phối hợp cùng với bác sĩ nội tiết để đạt được cái thai kỳ như kỳ vọng của bệnh nhân và của bác sĩ. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Vâng ạ, vừa rồi là những